Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại chào đón một bé đến từ Hà Nội. Xin giới thiệu bé Lê Trọng Huy. Côn đẹp ra, bé còn tập đánh những điểm rất là chính xác nữa. Bé có thể đánh được nắp chai. Oh. Nhưng mà nếu văng nắp chai được mà văng luôn cái chai là con thua nha. Hiểu không? Mời con biểu diễn thử. Và 3, 2, 1, bắt đầu. Oh. 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 Thực sự hay quá con ơi, vỗ tay. Và thử thách đánh bóng bàn bé bắt đầu. Hay quá nè. Thầy chọi để coi chú là người lạ chọn của đến không nha. 2, 3. Tập trung nha con. Chơi. Oh. 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 Trái rồi. Thực ra theo chia sẻ của bé anh thì bé đã tập vào cái kiểu mà đánh vào những cái điểm chính xác á, thậm chí là còn nhỏ hơn nữa, cái điểm còn nhỏ hơn bóng bàn nữa. Cái gì vậy trời? Đó là một đốm lửa. Wow. Một lần thôi mà quét được rất nhiều cái. Và dĩ nhiên là không ảnh hưởng tới cái cây nến ở dưới. Ê, wow, hay vậy là nó đâu cần thổi bánh sinh nhật. Ờ. Anh muốn thấy luôn không? Anh muốn thấy mỗi lần mình sinh nhật bé thổi nến làm sao không? Ồ, muốn thấy chứ. Chưa thấy, chưa tin. Muốn. Vậy có luôn à, biểu diễn luôn con. Ok. Ghê. Hay. Ba, hai, một, bắt đầu. Oh.
lấy cái gió của cái cô đó mà tách nó. Đây cũng là một cái mức giới hạn rất là khó với bé. Thì không biết là bên ban giám khảo có cho bé đánh 5 cây tắc trong bao nhiêu lần không? Mình trừ 1 lần là 4 lần chắc được. Bây giờ con suy nghĩ, theo sức của con thì theo con là mình sẽ đánh trong vòng bao nhiêu lần? Chắc được 4 lần ạ. 4 lần nha. 4 lần thì 4 lần là quá giỏi rồi. 4 lần rồi, xuất sắc. Chuẩn bị 1 2 3 Trời, ồ muốn hết luôn rồi đó, hay quá. Tiếp đi con, tiếp đi con, tiếp đi. Được nè, được mà, tiếp đi. Một cây nữa thôi, cố lên. Quá giỏi. Wow. Wow. Con trai em đã trở lại rồi. Bước ra là khí phách, năng lượng, thấy không? Bình tĩnh. Mà bữa nay còn bạc đặt nhét pháo vô đánh nữa chứ. Cái đó cầm không giỡn là trúng cục pháo một cái đi rồi biết. Con này diễn live một lần. Trời ơi, nói gì nữa con tôi. Cô rất là thắc mắc. Cái thử thách dành cho con đầu tiên sẽ là cái gì đây nè? Có cái gì hay không? Có. Đâu? Đánh diêm với cả đánh bay lá bài từ bên trong chai ra. Wow. Mà bình thường là mình lấy cái hộp ấy và cái diêm là mình quẹt khó rồi đúng không? Khó mà. Bây giờ cái chạm nó được. Và nó đúng phải rồi. Chuẩn thì đúng rồi, đúng rồi. Nó phải đi nhanh, đủ nhanh và chuẩn thì nó mới tạo ra cái tia lửa được. Và cái này khó à? Cháu có tự tin là cháu làm được không? Dạ con sẵn sàng. Yeah. Thì con tập trung hết sức mình nha. Con ráng là làm được hết 5 cái cháy luôn. Và có thời gian càng nhanh càng tốt. Ok, cố lên Huy nhá, Huy làm được mà. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của Trọng Huy. Và thử thách bắt đầu. Ủa, mô 1 xuất sắc. Nói gì nữa, con trai tôi hết sức rồi, cái này là hết sức rồi, giỏi rồi. Thử thách đầu tiên đã hoàn thành thành công rồi. Bây giờ hồi nãy Huy còn nói là con đánh được lá bài nữa. Lá bài là như nào ta? Như mọi người đã thấy trên sân khấu, chúng ta sẽ có hai chai nước khác màu nhau để có thể biết rõ được khi nào mà lá bài đã được Huy đánh ra ngoài và nước của chai phía trên sẽ đổ xuống chai phía dưới. Và đây đòi hỏi sự quan sát rất kỹ, tính toán và khéo léo của Trọng Huy. Và ngay bây giờ, thử thách của Trọng Huy. Bắt đầu. Woo!
Và kính thưa quý vị khán giả, đây sẽ là thử thách tiếp theo của Trọng Huy. Và theo như tìm hiểu thì kỷ lục thế giới năm 2019 là đã có một người đánh được là 52 cây trong vòng 1 phút. Và với độ tuổi của bé và với khả năng của bé thì hiện tại trên sân khấu có 26 cây nến. Chúng ta sẽ để cho Trọng Huy thực hiện thử thách trong vòng 1 phút. Bây giờ chỉ một lần này nữa thôi, chú Thành thử thách con trong vòng 40 giây. Anh chạy giáo quá luôn anh ơi. Lập một cái kỷ lục mới chứ. Chắc là con làm được. Và thử thách của Trọng Huy bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Wow. Xuất sắc, tập trung không? Cố lên, 4, 3 cây nữa. 2, 1. Yeah. Wow, 41 giây. Lần này phải nói là wow, tập trung cao độ và rất là dứt khoát. Một giây là dư mà đúng không? Một giây là dư, đúng rồi. Hiếu muốn tặng cho Huy cái một giây đó bằng là mình phải thử thách. Ba chúng mình sẽ cố gắng tắt cái nến bằng cái côn trong vòng một giây. Có nghĩa là bây giờ là Huy nó đang thiếu chỉ tiêu. Đúng rồi. Thì bây giờ ba đứa mình mỗi đứa một lần đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đánh, thí dụ ba đứa mình mà thắng là coi như mình bù cho cái điều đó. Là chính xác. Tặng... Hiểu rồi. Đấy, đúng rồi. Xin mời ba vị giám khảo chúng ta hãy cùng lên đây nha. Thất bại. Thành bại của chương trình do tôi. Con trai đứng qua đây vì con chú sẽ làm nên lịch sử. Sự là làm nên lịch sử rồi, trời ơi, trời ơi. Nhưng mà nó tắt. Tắt thì tắt, còn cái này thì hư luôn rồi. Cái này thì còn sửa được, còn cái này thì đâu có sửa được. Chú Thành nên con cây côn khác, miệng nó tắt, con tôi thành công. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình siêu tài năng nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.